Xin chào các thính giả thân mến, ngày hôm nay của bạn thế nào? Bạn có khỏe không? Dù lúc này bạn vui hay buồn, hãy gác lại âu lo sang một bên để chìm đắm trong những câu chuyện sâu lắng cùng chúng tôi nhé. Bạn biết đấy, người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về. Gia đình đó là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cho dù mọi thứ có quay lưng lại với ta, thì có một thứ mãi mãi không hề thay đổi, vẫn lặng thầm đi bên ta, vẫn đang giang tay đón ta trở về. Gia đình chính là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy chông gai. Gia đình không chỉ là một danh từ bình thường, mà đó là mục đích để bạn phấn đấu. Hãy nhớ rằng gia đình mạnh mẽ lắm đấy, vì khi bạn còn nhỏ, gia đình là nơi giúp bạn che chắn những sóng gió. Khi bạn lớn hơn một chút, thì gia đình là nơi cùng bạn đương đầu với những sóng gió. Đến cuối cùng thì gia đình là nơi duy nhất để bạn quay về. Dù vậy thì không có gì là hoàn hảo cả, gia đình cũng vậy đó. Ngoài niềm vui, hạnh phúc còn có những cãi vã, giận hờn. Nhưng chính những điều đó mới làm gia đình hoàn thiện hơn, cãi vã để hiểu nhau hơn và giận hờn để yêu nhau nhiều hơn. Mỗi người là một cá thể riêng không thể áp đặt cho nhau được. Nhưng khi mỗi người hòa hợp và nhường nhịn nhau một chút thôi, sẽ làm gia đình của mình càng đầm ấm. Ngoài kia dẫu có ra sao, thì gia đình là lớp học đầu tiên dạy ta những câu nói đầu đời và nó dạy cho ta biết thế nào là yêu thương, che chở và bao dung. Và chỉ có nơi này mới có thể có đủ lòng bao dung khi ta phạm phải những sai lầm. Và đây cũng là nơi duy nhất để ta trở về sau những vấp ngã. Giữa muôn vàn mối quan hệ thì tình thân mới là thứ tình cảm đáng tin cậy nhất trên đời này. Cho dù bạn có quá đáng tới đâu, người duy nhất không rời bỏ bạn chính là người nhà bạn. Họ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay, mãi mãi là cảng tranh bão của chúng ta. Bạn có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng gia đình chỉ có một mà thôi. Hãy luôn biết cách trân trọng, vun đắp, yêu thương gia đình của chính mình trước khi quá muộn để không phải ân hận về bất cứ điều gì. Bạn à, từng giây từng phút cuộc đời của chúng ta đều rất quý giá, và quý giá nhất là những giây phút bạn được sống trong tình yêu thương và đùm bọc của gia đình. Vì sau này khi ra ngoài xã hội, bạn sẽ phải tự mình đối mặt với mọi sóng gió và bất công trong cuộc sống này. Còn bây giờ mời bạn đến với truyện ngắn Ngày Con Trở Về. Lại như mọi năm, khi không khí Tết bắt đầu tràn về nơi đất liền, thì ở trên con tàu ấy, Đồng không khỏi trở nên buồn chồn hơn. Các anh em trên tàu tự tìm cho mình những niềm vui trong những tháng ngày linh đinh trên biển. Thậm chí ở cái nơi bốn bề đều là mặt biển mênh mông như thế này, khi ngày và tháng chỉ còn là những khoảng mốc thời gian có thể biết qua ứng dụng điện thoại hoặc tờ lịch có người đều đặn xé mỗi ngày, thì họ vẫn luôn tìm cho mình một không khí Tết. Con tàu hàng của Đông hầu như phần lớn thời gian chở hàng và neo ngoài biển khơi, đi từ nước này sang nước khác cũng ít khi cập bến đất liền. Chỉ khi cần nước ngọt hoặc thiếu đồ ăn, chứ không thì lúc nào cũng có đồ dự trữ, và cứ thế vươn mình bươn trải khắp nơi trên xứ người. Lần cập bến gần nhất, anh em trên tàu cũng kịp mua cho mình mấy chậu quất, rồi vài đôi liễn được bòi lên từ dưới kho, nảy tràng hoàng khắp tàu. Anh Vọng kiếm đâu ra đôi liễn đẹp thế? Dưới kho, đồ năm ngoái lấy ra trưng, bận tháng trước lũ thằng Quý vô đất liền, nhưng mấy còn ăn Giáng sinh chưa xong thì đồ Tết đâu mà sắm. Cũng may mà liên lạc được nhà của thằng Ngân, mới có ít bánh trưng bánh tét để ăn. Đêm giao thừa với anh em trên tàu lúc nào cũng rất đơn sơ. Bình thường làm theo ca, chia ca ra trực để đảm bảo luôn có người trực tàu 24/24. Ca này ngủ thì ca kia sẽ thức. Đến khi cập cảng nào đó thì anh em mới dậy đông đủ để chia người coi tàu và người đi thuyền nhỏ đưa hàng. Vì làm việc cho vận chuyển hàng xuyên quốc gia nên hầu như là linh đinh trên biển suốt năm này, tháng khác. Những ngày Tết như thế này, dù những người tới ca nghỉ cũng ráng thức để trùng vui cùng anh em. Trên biển thì dẫu có là bầu trời, tìm mãi cũng không thấy nổi một ánh pháo hoa. Đôi khi ở giữa biển thì các phương tiện liên lạc cũng không có sóng, chưa kể những ngày nổi gió thì thậm chí còn mất cả tín hiệu radio. Tình cảm giữa anh em là chính, và đêm giao thừa này cũng vậy. Họ đã dần quen với việc một phòng ăn nhỏ tập trung lại cùng hát vang bài chúc mừng năm mới, sau đó cùng kể chuyện về kỷ niệm đón Tết ở quê nhà. Những người lần cập bến trước liên lạc được về nhà thì kể câu chuyện gần nhất của họ, còn những người khác thì lại lắng nghe. Họ chảy nhắc tới nỗi nhớ nhà như một tâm trạng chung, sau đó cùng nhau ăn miếng bánh chưng, bánh tét, và rồi chia nhau ra, người ngủ, người trực. Vẫn không gọi về cho nhà à Đông?
Bận trước em có nhờ anh em gửi hộ ít tiền về cho ông bà già sắm Tết. Chứ còn gọi thì biết có muốn nghe giọng em không? Trưởng tàu không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn thằng em đang thả mình vào những cơn gió biển xa xăm. Ngày Đồng quyết định đi biển, bà Đồng nhất định không cho. Đồng là con trai duy nhất của gia đình, dù nghèo khổ như thế nào, ông cũng muốn Đồng ở gần, cùng lắm là lên phố làm việc, chứ không phải lênh đênh suốt ngày như thế này. Công việc của Đồng không phải chỉ là đi tàu cho những chuyến hàng trong nước, mà thậm chí là có khi mấy tháng, cả năm trời trên tàu, nhiều bận chỉ kịp về nhà loáng cái lại đi. Nhà Đồng lại ở quê, đâu có cảng, việc về cảng phố rồi lại bắt xe về quê, liền lại thì toàn không có dịp. Năm đầu, Đồng đi biển biệt 8 tháng mới về thăm nhà lấy một lần. Việc liên lạc quá khó, khiến bà Đồng ra sức ngăn cản. Nhưng ngày đó, công việc mới này là một cơ hội. Gia đình Đồng khi ấy khó khăn, Đồng quyết không bỏ lỡ cơ hội của mình. Khi ấy, Đồng còn là lính mới, nên trước Tết có được cho về thăm gia đình. Nhưng ngay khi thấy Đồng, bà Đồng đã bắt Đồng phải lựa chọn. Nếu mày không nghỉ việc, thì đừng có về cái nhà này nữa. Và thế là từ bấy, Đồng đi thật. Công việc này tuy khó, nhưng lại giúp Đồng có tiền trang trải cho cuộc sống quê nhà. Nhất là khi mùa dịch đến, bà mẹ Đồng lại cao tuổi, không làm gì ra tiền. Những năm sau, khó khăn lắm, Đồng mới tạt nhà được. Nhưng lần nào bà Đồng cũng vẫn tâm niệm câu cuối cùng của ông. Và sau đó, Đồng cứ biển biệt trên biển, cũng không gọi về nhà nữa. Tết đến, thường tranh thủ ghé đất liền, gửi tiền về cho gia đình. Và cứ thế lại đi. Năm nay do mùa dịch, việc vận tải biển cũng trở nên khó khăn hơn. Anh em được lần đầu tiên sau bao năm được nghỉ Tết đúng nghĩa. Khi tất cả đều xốc ba lô rời cảng, thì mỗi Đồng có vẻ chần chừ. Đã bao năm rồi, Đồng không gọi về nhà. Việc biển biệt đi và gửi tiền về làm Đồng an ủi tâm hồn những khi nhớ về gia đình. Nhưng rồi, dù chần chừ lạc bước ở nơi phố thị như thế nào, Đồng cũng vô thức về lại quê. Con đường quê khi ấy dường như có bao thay đổi, mọi thứ đều trở nên xa lạ với chàng thủy thủ. Trên con đường quê, dù không khí xuân đang về, nhưng những người nông dân dường như vẫn đang trong cuồng quay công việc vốn có thường nhật của họ. Đôi ba người còn nhận ra Đồng. Thằng Đồng đấy à, lâu lắm rồi mới thấy mặt đấy, rắn giỏi hẳn ra. Thủy thủ đấy, bố khỏe suốt mà, nay về thăm nhà đấy à. Chào hỏi các thứ, Đồng về nhà. Vẫn là căn nhà nhỏ, nhưng đã sửa sang lại cho bớt lụp xụp. Trên hiên nhà, bóng một người đàn ông lớn tuổi đang sửa lại dáng chậu mai trực đón Tết, bỗng hơi ngớ người khi nhìn thấy dáng Đồng. Ông không nói gì, Đồng chợt nhận ra ông ngày càng gầy gò hơn trước và tóc đã bạc thêm rất nhiều. Mẹ Đồng vừa từ dưới nhà lên, đang mừng mẻ kiệu phơi khô dưới nắng. Vừa thấy Đồng đã vội chạy tới, nước mắt lưng tròng. Bà Đồng không nói gì, lặng lẽ đi vào nhà. Cả ngày đó, Đồng không thấy mệt vì phụ mẹ làm đủ công việc đón Tết như trang hoàng nhà cửa, quét dọn bàn thờ và cùng mẹ làm bánh in, bánh thuần, trứng mứt dừa. Mọi thứ như ngày còn thơ bé ùa về. Duy chỉ có hai cha con vẫn không nói chuyện. Mẹ lập lại mái rồi à mẹ? Bận năm trước con gửi tiền, sửa lại cái mái sau bão, tộc dữ quá. Năm này thì kịp sửa lại cái bếp. Bố đẹp khỏe suốt, còn đi làm người tiền về mãi, tự hào lắm. Đồng nhìn bố, chỉ thấy ông châm lại điếu cày không nói gì. Ở đôi bà ngày, vì cũng không muốn việc mình ở nhà làm gia đình mất vui, Đồng lại trực đi lên phố lại, dù cũng không biết mùa Tết này trôi dạt phương nào. Mẹ Đồng lại khóc, Đồng cũng lưỡng lự. Đột nhiên, bố Đồng cất giọng đằng hắng nơi gian cửa. Chứ mọi năm mày trốn việc đủ rồi, năm này lại trốn nữa đấy hỏng. Thế mày có chịu thay đồ rồi cùng bố đi chúc Tết xóm riêng không? Đột nhiên ở đâu đó, những tiền đang ấm áp đội xuân về, tràn đầy đâu đó quanh đây. Bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Ngày Con Trở Về của tác giả Lê Hứa Huyền Trân. Tiếp theo mời bạn đến với tác phẩm Bình Minh. Nó quay qua quay lại trên cái phản gỗ. Mấy hôm nay trời cứ nóng dữ quá, làm nó không ngủ được. Mà cái xóm trọ nhỏ này sao cứ như chẳng yên tĩnh được một lúc. Người ta cứ đổ xô về đây,
rồi sinh sống bằng đủ nghề buôn bán với đủ các loại kiểu buôn bán và đủ kiểu hàng hóa khác nhau. Nó nghĩ cũng đúng, vì gần như ai gặp khó khăn hay muốn có một cuộc sống tốt hơn là đều tấp đến thành phố này, rồi tìm một chỗ trọ ổn định và rẻ tiền là công việc đầu tiên của họ, cũng giống nó vậy. Và sau đó là lao đi kiếm sống với bất cứ nghề nào, với bất cứ công việc nào mà họ tìm được và làm được. Nó năm nay chỉ hơn 20 tuổi, quê nó ở một thành phố nhỏ của miền Trung đất nước. Nó chỉ học xong hết lớp 12 là bỏ vào đây. Ngay từ những năm vào cấp 3, nó đã xác định là sẽ không học lên đại học vì bản thân nó không thích, vì gia đình nó không đủ điều kiện, và cái chính là nó chán không muốn học nữa. Nó chỉ mong mau mau học cho xong và thi tốt nghiệp cho đậu, rồi sẽ đi xa. Đi đâu thì nó chưa biết, nó chỉ mong thoát được khỏi cái nhà đó. Ngồi nhà suốt ngày chỉ làm nó đau đầu và mệt mỏi. Người ta nói, ai cũng thích, cũng mong được có một nơi trốn, một chỗ để đi về. Ai cũng mong có một ngôi nhà của riêng mình, để được dừng chân, để được nạp thêm năng lượng và sức lực, để được biết thế nào là hạnh phúc. Còn nó chỉ mong được đi khỏi ngôi nhà của chính mình càng nhanh càng tốt, để không phải nghe những trận cãi nhau tóe lửa của ba mẹ nó, để không phải nghe mày tao suốt ngày của những người mà nó gọi là ba, là mẹ. Từ lúc nó lớn lên và hiểu được chút ít về cuộc sống, thì cũng là lúc nó bị khủng hoảng vì ba mẹ nó. Bà nó đi làm thợ mộc trong một xưởng gỗ tư nhân. Bà nó cũng là thợ rất chuyên nghiệp nên có lương mỗi tháng cũng khá cao. Nhưng bà nó lại hay nghiện ngập uống rượu. Một ngày mà ba nó không uống là không chịu được. Rồi mẹ nó chắc đã khuyên răn nhiều rồi mà ba nó không nghe, nên đâm ra cáu gắt và chửi ba nó. Lúc đầu còn ông, tôi, sau dần là mày tao luôn. Có lẽ sức chịu đựng của mẹ nó đã cạn kiệt, nó nghĩ vậy. Rồi tiếp theo là mỗi tháng ba nó chỉ đưa đủ tiền đóng tiền học cho nó, còn bao nhiêu là bia rượu hết. Mẹ nó phải nai lưng ra. Đó là từ mà nó nghe nhiều thứ hai sau từ mày tao trong ngôi nhà nó. Mẹ nó phải nai lưng ra để lo cho cả gia đình. Nó vẫn đi học đều và cố học cho xong, chứ thật sự nó chẳng thiết tha gì nữa đến học hành. Nó cứ nhìn thấy, nghe thấy thầy cô nó nói bao nhiêu lời tốt đẹp về cuộc sống, về gia đình. Rồi nó thấy bà mẹ của các bạn nó đưa đón hay đi họp phụ huynh là nói năng đàng hoàng, xưng ba, xưng mẹ và con đàng hoàng, chứ không như bà mẹ nó, cứ gọi nó là thằng kia, rồi gọi nhau, chửi nhau như cơm bữa. Diệt dần nó uất lên, nó cũng chẳng xưng con với bà mẹ nó nữa, nó xưng là tôi. Nó có một đứa bạn thân trong lớp, cũng không thích học tiếp đại học như nó. Bạn nó nói sẽ vào thành phố này để đi làm vì có nhà người thân trong đây, nên rủ nó đi. Nó mừng rỡ gật đầu ngay tắp lự. Rồi ngày nó đi cũng chẳng nói cho bà mẹ nó biết. Nó chỉ lấy của mẹ nó 1 triệu và ghi mấy chữ để lại. Tôi mượn đỡ 1 triệu và sẽ trả lại sau, chưa biết khi nào. Khi nào tôi làm đủ tiền sẽ trả lại. Tôi muốn đi khỏi đây lâu rồi, bà mẹ đừng tìm tôi. Từ đó nó đi luôn. Nó chỉ mang theo mấy bộ đồ và cái máy nghe nhạc nhỏ xíu là đồ dùng mà nó quý nhất. Mà bà mẹ nó chắc cũng chẳng quan tâm xem nó sống ở đâu hoặc sống chết ra sao, nó nghĩ vậy. Nó theo bạn nó vào đây và chỉ hơn tuần sau là chú của bạn nó xin được công việc phụ bếp cho hai đứa nó cùng làm trong một nhà hàng khá lớn của thành phố này, vì chú của bạn nó làm bảo vệ ở đó. Thời gian đầu nó còn sống chung với gia đình chú, rồi sau 2 tháng bạn nó và nó thấy bất tiện nên tìm được chỗ trọ này. Rồi hai đứa nó tự lo tự đi làm và gắn bó với nhau đến tận giờ. Nó thấy một tia sáng rất nhỏ đang lè lói ngoài cánh cửa, nên biết là trời gần sáng. Nó cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp. Vì công việc của nó mỗi ngày cũng khá nặng, nên nó cần ngủ để có sức làm suốt 1 ca. Có lúc khách đông là phải ở lại suốt 1 ngày đến gần tối khuya mới về. Mà cái phản gỗ này là do cái ông ở trọ trước hai đứa nó cho lại, nên nó không phải ngủ dưới đất, chỉ là đau lưng quá đi. Nó vẫn không ngủ được. Tự nhiên 2 ngày nay nó thấy nhớ nhà kinh khủng, cái ngôi nhà mà nó muốn bỏ đi và đã bỏ đi cách đây mấy năm rồi.
không biết bà mẹ nó sống ra sao, không biết bà mẹ nó còn hay chửi nhau nữa hay không. Không biết những con tàu còn suốt ngày suốt đêm cứ rùng rùng ầm ầm ngang qua nhà nó hay không. Không biết người ta có còn inh ỏi gọi nhau và chào mời buôn bán dần dần khắp con đường nhà nó hay không. Vì nhà nó sống trong một xóm toàn người lao động có thu nhập thấp và không ổn định, và ngay sát với đường dây xe lửa, nên gần như mọi người ở đó sống chủ yếu bằng nghề buôn bán và cứ bám lấy những con tàu để sinh sống. Nó đã gửi về trả cho mẹ nó 1 triệu qua đường bưu điện. Chắc mẹ nó đã nhận được rồi, mà sao cũng chẳng gửi lại cho nó dù chỉ một từ. Nhưng nó biết mẹ nó đã nhận được, vì nếu không thì bưu điện đã gọi nó rồi. Nó không thấy giận, không thấy trách bà mẹ nó. Nó chỉ quá nhức đầu khi ngày nào cũng nghe ba mẹ nó chửi nhau. Mà nó tự ra đi tìm cuộc sống mới cho nó cũng chẳng biết có gì sai. Biết đâu mẹ nó còn mừng nữa là khác, vì đôi lúc nó cảm nhận như vậy. Nó cảm nhận nó như cái gai, như một sự khó chịu trong nhà với ba mẹ nó. Nó chỉ nghĩ nó đi để ba mẹ nó tha hồ chửi nhau, khỏi phải lo ai nghe, khỏi phải lo ai biết. Hôm nay nó làm ca chiều nên cố ngủ thêm một lát. Thằng bạn nó thì được nghỉ bù nên bạn nó nói hôm nay bạn nó sẽ nấu cơm. Nó nằm thêm một lát mà nghe cái bụng sôi lên ỏng ọc, nên ngồi dậy gấp chăn màn gọn gàng rồi vệ sinh để còn ăn sáng. Nó chạy xe về trên con đường thật vắng. Bây giờ đã gần 11 giờ khuya, chắc người ta đã vào giấc ngủ hết rồi. Nó nhìn thấy lác đác bóng những người công nhân của công ty vệ sinh cứ lặng lẽ làm công việc của họ. Nó lại thấy nôn nao trong lòng, cái cảm giác muốn gặp lại bà mẹ nó. Đã mấy năm rồi, chắc bà mẹ nó vẫn khỏe, mà ba mẹ nó có mong nó về hay không? Mà nó đã quyết liệt muốn ra đi lắm, mà sao bây giờ lại thấy nhớ ba mẹ, lại thấy nhớ gia đình? Nó không trả lời được, nó chỉ biết nó đang muốn quay về thật để được gặp lại ba mẹ nó. Nó muốn nhìn lại ngôi nhà nó, ngôi nhà sát với những đường dây, những con tàu và những tiếng ồn mà nó đã quá thân quen. Chắc là do mấy ngày trước nó tình cờ nghe được trong TV nói câu này. Đó là một bộ phim thì phải, vì nó không xem TV và không chú ý lắm vì nó đang lên ca. Đó là giọng của một người phụ nữ đã lớn tuổi. Con nên biết là chỉ có con cái bỏ ba mẹ, chứ bà mẹ chẳng khi nào bỏ con cái của mình. Có đúng vậy không? Nó chỉ biết câu nói đó đã ám ảnh nó suốt mấy ngày nay, và lòng nó cứ cồn cào, cứ như sôi lên một điều gì đó rất khó tả. Nó cứ muốn được bay về lại ngôi nhà cũ năm xưa. Dù là có ồn ào, có nhức đầu hơn vậy, nó vẫn chịu. Nó muốn được bay về lại để nhìn lại những đường dây với những con tàu cứ đều đều chạy qua trước nhà nó. Nó muốn về lại để nhìn xem thử cái xóm nhỏ đó có còn ngày giống đêm và đêm giống ngày không, là luôn ồn ào, luôn khuôn rộn những tiếng động, những âm thanh đủ kiểu khác nhau. Nó muốn xem thử bóng đêm và ánh sáng của xóm nhỏ. Nó muốn xem hoàng hôn và bình minh của xóm có còn giống nhau không. Nó về nhà trọ, và đêm đó nó ngủ được ngon giấc. Nó mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Mẹ nó đang âu yếm gọi nó và đưa cho nó một cái áo mới. Còn bà nó đang đứng nhìn nó và cười rất tươi. Nhìn ba mẹ nó rất khỏe mạnh, nó cũng nhìn thấy bình minh đang phủ đầy lên ngôi nhà nó, và bình minh cũng dịu dàng ôm nó. Nó chìm sâu vào giấc ngủ mà còn kịp nghe tiếng lòng nó đang gọi rất nhỏ ba mẹ, và tim nó tràn ngập hình ảnh của ánh bình minh. Lúc mờ, lúc hiện, lúc màu này, lúc màu khác. Nhưng chắc chắn nó sẽ nhìn thấy lại được bình minh và cả hoàng hôn nữa ở xóm nhỏ thân thương đó, nơi có ngôi nhà và có hai người thân ruột thịt của nó. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé.
Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.